một ngàn lời nói thì cũng không bằng trích một lỗ một, để cho chúng ta thấy được một lỗ này thì nó sẽ thay mặt cho một ngàn lời nói luôn, để chúng ta biết được cái giá trị của nó. Inox 304 à, một cái bát inox 304 siêu dày đây, inox 304 đây. Không cần phải khoan bàn, không cần phải khoan bàn làm gì, chơi khoan tay mà còn chẳng cần phải khoan xịn làm gì, chơi khoan cùi bép luôn, khoan cùi bép luôn. Đây, để sang tua chậm các bạn hết sang nước khoan các bạn. Ok, rồi, kiếm tí dầu làm mát không có hư mũi. Rồi xui luôn rồi, bên này không có dầu làm mát thôi, vứt luôn. Đây mũi 6, mũi số 6 đây, không cần phải khoan mồi làm gì hết, quất luôn, quất đại luôn. Này thì 304 này, 304 này, 304 này, à, các bạn thấy. Khoan 304 nó rất là khoai, các bạn đừng có nghĩ là mình khoan nó ngọt ngào như vậy mà các bạn tưởng dễ. Nhiều các bạn khoan thử là biết rồi, để cho nó cứ trơn tuần tuột đi. À, các bạn thấy chưa? Lợi hại của cô ban chưa? Rồi, chắc cái mũi chua xoắn luôn. Rồi, chua xoắn này mấy ly đây? Rồi, chua xoắn này 4 ly. Ok, quất luôn. 4 ly này, 304 này. Này thì 304 này, làm láng luôn 304 này. Ba lẻ tư lút cán luôn, 304 các bạn thấy không, ngọt còn hơn mật ong nữa, mía chẳng ăn thua gì với mấy cái thể loại muối này. Rồi đây cho bà con cô bác thấy luôn, sau khi mà đã khoan xong rồi nó có suy xuyển gì không ạ? À, sau khi khoan xong này nhìn đầu mũi không có vết xước luôn. Kinh khủng. Rồi thông báo nhanh đến các anh các chú luôn này, thì mũi khoan này thì nó liên tục trong cái tình trạng cháy hàng. Thì như các bạn biết rồi, như tụi nó phân phối hay lắm, những cái hàng nào mà bán chạy thì lập tức là giá nó sẽ lên, thành ra thì mình cũng rất là nhức đầu với vấn đề này. Tại vì mới hôm nay mình chốt đơn với khách xong rồi hôm sau mình lại phải anh ơi giá nó lên rồi, thì mất công khách lại phải suy nghĩ ở cái shop này nó tào lao, ở trên video này nó nói 10.000, lập tức là hôm nay nó gọi mình nó báo 12.000. Cái việc sụt shop cũng rất là ngại vấn đề đó. Rồi cập nhật lại cái giá mũi khoan cho chúng ta luôn. Mũi riêng cái mũi khoan mà chui cài đó, cái mũi chuôi lục giác này, mũi chuôi lục giác hay mình cứ gọi là chuôi cài đó, đó đây cái mũi khoan chuôi cài này M35 phụ cô ban này, thì giá của nó vẫn không đổi, có số từ 1,5 ly cho tới 12 ly này, giá của nó vẫn không đổi. Đây các bạn chụp lại cái màn hình để các bạn tránh cái tình trạng các bạn hỏi giá lại trả lời rất là mất thời gian nha. Đó riêng cái chuôi chuôi cài này thì giá không thay đổi, nó chỉ thay đổi cái mũi chuôi tròn này, thay đổi cái mũi chuôi tròn đây. Thay đổi cái mũi chuôi tròn thì cụ thể cái mốc của bạn là cái mốc 8 ly ha, cái mốc của các bạn là cái mốc 8 ly, tức là từ 8 ly trở xuống này, tức là 7.9, 7.5 hay 7.2, 7.5 gì đó, nói chung là cứ từ 8 giờ xuống á, là chúng ta cứ nhân 6.000 một ly. Ví dụ như cái mũi 7 đi, mũi 7 đi chúng ta nhân với 6 thì nó sẽ ra tiền ha. Mũi 5, 5 nhân với 6 nó sẽ ra tiền đó. Chúng ta cứ cộng tổng là chúng ta nhân với 6 ly thì nó sẽ ra cái số tiền luôn. À, cứ từ 8 giờ xuống này, chúng ta nhân với 6 ly, cụ thể là từ 7.9 giờ xuống ha. Còn từ 8 giờ lên á, là chúng ta nhân với 8.000. Ví dụ như mũi 8 đi ha, mũi 8 chúng ta cứ lấy 8 x 8 là 8864 gì đó, là ta ra 64.000 mũi gì đó, 8.5, 88, 88, 88, rồi 9 này kia gì đó. Cứ từ 8 giờ lên là chúng ta nhân với 8.000 một ly ha, còn từ 8 giờ xuống là chúng ta nhân với 6.000 ly. Đó thì cái này thì cũng xin thông báo nhanh đến cho các anh các chú luôn, để tránh cái tình trạng như mà như mới hôm nay mình mới chốt, mới hôm qua mình mới chốt đơn cho một cho khách full bộ xong, lập tức là sáng nay thì nó sẽ gửi cái giá mới ra cho mình luôn. Thì lập tức ở bên mình là phải gọi điện thoại lại, anh ơi giá nó lên giá. Thì khách nghe nói, ủa tối hôm qua chốt đơn như vậy rồi, tại sao giá lên? Thì cái đó thì bên mình cũng gọi là chịu mang tiếng rất là nhiều. Nhưng mà
bạn làm là những cái nhà kinh doanh rồi thì tất nhiên là sẽ có lời thì mới làm, chứ không có lời thì cũng cũng không có làm được. Thành ra thì nếu mà bên mình gọi lại mà khách hàng mà không có chấp nhận một cái giá mới đó thì thôi, thì bên mình cũng xin phép là hủy đơn, tại vì gửi đi thì tất nhiên là nó sẽ rất là lỗ đó. Thành ra thì mong mà chúng ta sẽ hiểu vấn đề đó, thì bên mình gọi lại, bên mình sẽ báo giá lại, thì chúng ta sẽ hiểu là không phải là bên mình tăng giá gọi là tầm bậy tầm bạ, mà là cái nhà cung cấp thì họ yêu cầu là giá nó lên, thì tất nhiên là giá nó lên thì bên mình cũng phải lên. Rồi thành ra thì cái giá này bên mình cứ thay đổi gọi là nó thay đổi liên tục theo từng lô hàng luôn các bạn. Ví dụ có lô nó xuống, có lô nó lên, nó ví dụ như ở các bạn thấy cái hai cái lô đầu tiên đó, hai cái lô đầu tiên là nó tới 9.000, các bạn thấy hai cái lô đầu tiên đến 9.000 một ly, và bắt đầu đến cái lô thứ ba đó là nó xuống còn 6.000 một ly các bạn thấy không? Lô thứ ba nó có xuống còn 6.000 một ly, đến lô thứ tư nó vẫn giữ giá, rồi đến lô thứ năm, đến lô thứ năm hôm nay này, lô thứ năm hôm nay này nó về hơn 500 mũi này là nó lên giá đó. Rất là nhức đầu cái vấn đề này, thành ra thì mong mà chúng ta sẽ hiểu, à cứ dưới 8.000 á là chúng ta nhân 6.000 ly, còn trên 8.000 chúng ta nhân 8.000 ly. Còn riêng mà cái mũi chui cài này, riêng cái mũi chui cài này thì giá của nó vẫn không đổi nha. Chui cài này giá không đổi. Chui cài này thì bên mình có từ 1.5 cho tới 12 luôn nha, 1.5 đến 12. Cả hai thằng này nó đều y chang với nhau luôn. Hai thằng này nó đều là thép gió phủ coban hết. Nhưng mà cái thằng này thì nó làm cho chúng ta cái chuôi chuôi lục giác 6 ly 3. Lục giác 6 ly 3 để chống trơn trượt đây. Đó. Ok luôn. Đó. Thì cái này thì mình thông báo nhanh cho đến các anh các chú vậy á. Rồi mong là chúng ta sẽ hiểu vấn đề đó và thông cảm cho shop những cái vấn đề này á. Rồi, mình tên là Quý ở bên Hòa Đồng Nai. Xin chào tạm biệt mọi người.